vào. Vào cái gì? Ở đây mà trông xe à? Có công an phường ấy phải gọi anh ngay. Không có cẩu xe về là vào phường giải quyết rách việc lắm. Anh vào trong tiệm vàng anh mua tặng chị chỉ vàng một tí anh ra ngay nhá. À mà này, nhớ đấy nhá, có công an phường phải gọi anh ngay đấy. Em ơi, em cho anh hỏi là cái cửa hàng mình ấy có cái mẫu dây chuyền nào mới nhất không? Anh ơi, tất cả mọi mẫu ở đây đều là mẫu mới anh ạ. Thế chọn à? Đi. Nhiều mẫu quá anh không chọn được. Nhưng mẫu này đẹp này. Ừ. Ui, đại ca, đại ca. Cái gì? Không sao rồi. Công an tới rồi. Công an tới rồi. Ôi, con, cứu tôi với. Cứu tôi. Cứu con. Anh ơi, tại sao các anh lại đánh bọn em ạ? Này, vẫn còn hỏi lý do vì sao đánh á? Định đến đây cướp cửa hàng của tao cái gì? Ai cướp gì? Cướp đồ cướp ạ. Lại còn định già mồm. Chẳng là thế này, đại ca em vào đây mua bạc, bảo em ở ngoài trông xe. Nếu mà thấy công an là chạy vào gọi ngay. Em thấy công an em chạy vào gọi, em sợ nó bắt xe em. Chứ chẳng lại đánh em à? Đúng rồi, không gọi không đánh xe thì chỗ khác để nó thu xe về phường à? Anh hiểu lầm á? Thôi em xin lỗi. Thôi anh đứng lên chọn vàng vàng tiếp đi, giảm giá cho nhá. Mua gì mà mua. Ôi kìa. Đổi liên tục đi. Rồi, đẹp lắm. Được. Dạ. Cái này kìa. Đi nhanh. Bố mày đang chụp ảnh. Nhanh. Vô duyên. Chụp tiếp đi. Tiếp. Ôi trời ơi, tí nữa thì mất điện thoại. Trẻ con bị ăn cắp dữ dành ấy. Oh no. Cái gì? Sao lại rút 10 tỷ? Tôi có rút đâu. Dạ, anh không rút nhưng mà chị Vân, bạn gái rút ạ. Oh no. Rút lúc nào? Dạ, ngày hôm qua, chị còn cho em nghe cái đoạn ghi âm giữa anh và chị ấy. Anh đồng ý cho chị rút ạ. Hôm qua?
Anh bảo này, anh đang có việc tí nhá. Tí anh gọi lại cho nhá. Vâng, chào anh yêu. Bye bye Trương nhá. Thằng kia, thằng này cầm điện thoại tao. Chết rồi. Thằng dây con. Dạ, em chào chị ạ. Ôi trời ơi, chào cậu, cậu mua gì? Chị cho em mua cái... Cái... Mua cái gì? Chị cho em mua cái cóc xê. Cái cậu này buồn cười, mua cóc xê, cứ nói là mua cóc xê. Ấp áp ấm mát lên lời. Mua cho bạn gái đúng không? Vâng ạ. Thế thì bạn gái của cậu mặc màu gì? Màu gì ạ? À? Em cũng chưa biết ạ. Em không biết, bạn gái của cậu ấy thôi. Dạ... cũng bằng chị đấy ạ. À, bằng chị à? Thế trắng hay đen? Dạ da cũng ngăm ngăm như chị ạ. Ngăm như chị à? Vâng. Thế bạn gái có mặc size gì? Size gì ạ? Dạ size gì thì em cũng không rõ ạ. Ồ, thì bây giờ không biết size thì mua kiểu gì? À, hay là chị giúp em thử đi. Nếu mà đẹp ấy, vừa ấy thì em mua. Còn bây giờ người yêu em khó tính lắm, mua về mà không chuẩn màu ấy, người yêu em dỗ em chết. Cậu này buồn cười nhỉ. Giữa tranh thiên bật nhật như này, cậu bảo tôi mặc bikini, tính tơ hồ ra đây dài bán hàng cho tôi. À, không được à? Nhưng mà không sao, em vẫn còn một cách ạ. Thì cách gì nói đi, tôi xem có giúp được không. Ừ, dạ chị ơi, ở nhà ấy, em hay sờ ngực người yêu em lắm. Hay là bây giờ chị cho em sờ ngực chị đi. Nếu mà bằng nhau ấy, thì em mua luôn. Còn không bằng nhau ấy, thì to hơn hay nhỏ hơn thì em còn biết lựa chọn ạ. Sờ soạn cái gì? Dạ thế thôi, em đi ạ. Ôi trời, này! Thôi được rồi, tôi là tôi nể lắm, đi nhá. Đây, sờ đi, tiện lắm, ta không có người. Xong chưa? Xong luôn rồi. Thế, bạn gái còn mặc size gì? Dạ, cũng chưa rõ lắm à chị ạ. Hình như là của chị là to hơn của người yêu em ấy. Với lại chị động nhiều quá, em sợ nó không được rõ. Oh no. Thế bây giờ làm nào? Dạ, em cũng không biết làm thế nào ạ. Mà này, người yêu cậu khó tính như thế, sao không dẫn luôn nó đến đây mua cho tiện? Em dẫn theo mà. Thế nó đâu? Gọi nó vào đây. Em ơi! Ở đây! Bảo đi mua được một bộ mặc quá thế, lâu thế. Nó có thể người, mặc sai gì? Im nhá, này tôi nói cho mặt chị biết, cái nhà chị không có bộ nào mặc vừa với tôi đâu. Có một chú em mà mặc. Vâng. Em ơi. Anh đây. Ôi giời ơi, bóc chán bóc chê không mua à? Hát thế không biết. Sướng nha. Đấy, theo cách của em ấy, anh không được ngắm body, thế nhưng mà lại được ngắm xôi. Ui. Sướng thế còn gì nữa. Bố thổi xôi này nó bọc nhiều lá chuối quá. Bây giờ vẫn cách ấy, sang cửa hàng bên cạnh làm ngược lại cho em. Báo luôn. Tâm ơi, Tâm, Tâm ơi, Tâm, Tâm ơi, Tâm. Quay lạ cái thằng này, vừa nhìn thấy đây chạy đâu rồi? Con đi đâu mà chạy mất hút đấy? Bố cứ tưởng là con đi về mẹ đại cơm kìa. Bố từ từ đã, làm gì mà cứ phải vội vàng thế nhỉ? Thế có việc gì? Bố nói yêu thương con đi, con có quà tặng bố đây. Bố nhầm, hôm nay định xin xỏ tôi cái gì à? Bố hơi bị sai lầm của con bố ấy. Con mà lại phải thèm xin xỏ bố ở đấy á, con không những xin bố mà con còn cho bố lại cơ. Cho bố? Vâng. Cho bố cái gì? Nhìn đi. Bố. Ôi giời ơi. Ủa ôi, tiền này con ấy ở đâu? Ăn trộm ăn cắp nhà ai? Nói với bố để bố đi giả. Ai đời như thế này, mang tiếng nhà mình chết con ơi. Bố, sao lúc nào bố cũng không tin tưởng con bố thế? Bố, con biết là ngày xưa con đã sai. Con đã từng làm những cái việc mà để bố mẹ phải nghĩ nhiều. Nhưng con đã thay đổi rồi. Con đã quyết tâm thay đổi bản thân mình để trở thành một người con tốt, trở thành một công dân tốt, làm những việc tốt thật là có ích cho xã hội. Bố hiểu không? Bố tin tưởng con sẽ làm được. Cố gắng trở thành người tốt con nhá. Dạ. Đừng có làm những điều xấu rồi mang tiếng nhà mình lắm con ạ. Thế bố hỏi thật. Dạ. Tiền này
con ấy ở đâu? Bố, thì tại vì là con ngoan quá đấy, cho nên là ông Bụt mới hiện ra cho quà con đây. Nghe cứ như là chuyện cổ tích ở đời thật ấy con nhỉ. Thấy nó điêu điêu sao ấy. Nhưng mà tiền này ở đâu, cho như thế nào? Thì là thế này, vừa nãy thì con đi mua nước cho hai bố con đấy. Con đang đi thì thấy một bà cụ ở trước mặt. Bà cụ làm rơi một cái vật gì đấy nó nhỏ nhỏ xinh xinh từ trong túi ra. Ủa chết rồi, con trả bà ấy không? Có chứ, tại vì là con thấy đồ vật nó cực kỳ là giá trị. Thế thì tốt rồi, thế bà ấy có cảm ơn con không? Bà ấy có lấy không mà cảm ơn ạ. Sao bà không lấy? Tại con nhặt lên con gọi mãi mà người ta không quay lại lấy thì thôi. Thế hay là bà ấy không nghe thấy? Chắc chắn là phải nghe thấy, con nói to toán thế mà. Mà bố, này, con nghĩ đấy chính là ông Tiên ông Bụt. Thấy con ngoan, thấy con đã cố gắng thay đổi bản thân mình, cho nên mới hiện ra để lại quà tặng con đấy. Nghe nó cứ sao sao ấy, nhưng mà thôi, giải thích cho bố cái tiền này đâu ra. Giải giỏng quá con ạ. Bố già thật rồi. Bố phải sử dụng cái trí óc của mình nó nhanh lên. Thì con cầm cái đồ vật đấy, con chạy ngay vào cửa hàng cầm đồ, con bán lấy tiền đưa về cho bố đây. À, đấy là tiền bán đồ đúng không? Vâng. Ui giời, thế mà bố cứ tưởng là con ăn trộm ăn cắp gì. Thế cái đồ đấy là đồ gì? Thì máy trợ thính ạ. Bạn. Thôi, về đi bố đi. Máy trợ thính. Ôi Tôm ơi, thế thì làm sao mà người ta nghe được mà lấy đồ, giả lại cho người ta đi. Thôi từ từ đấy em ơi. Chị ơi, xuống đây đây. Tôm, hình như anh mình làm vào đầu tiên rồi. Còn đào nữa anh ạ. Tôm này, ước gì anh được ăn hai trái đào đây nhỉ? Này, em chỉ ước gì các chị chú ý đến mình một tí. Mày mơ đi. Oh no. Tôi anh em mình lạc vào đầu tiên ra rồi. Anh vừa lạc xuống bắt gặp ông Tiên luôn, ông cho anh sợi dây chuyền vàng luôn này. Người dài ấy. Thôi, cứ bị bồm anh bao nhiêu năm bỏ ngay tổng hết hết. Thời buổi này lấy đâu có tiền. Tại công ty á, tại công ty mình lạc xuống mà xem. Em lạc xuống mà không có ông Tiên thì anh bắt cái gì? Bận cái gì được, làm đi. Thật nhá. Cái loại mày mà dám đấu tay đôi với tao cơ à? Bố mày sợ mày chắc. Mày cái loại không biết sợ sống chết là gì đúng không? Đúng đấy. Mày giỏi mày đánh đi. Hôm nay thì mày tới số rồi con. Được. Mày ra tay đi. Lên xe, chiếu tường hết cả. Mày có nhặt quân cờ nào của tao không? Cẩn trương lên. Tao quần tè quá, đi đái thôi. Ngồi lại đây. Wow.
để anh giúp em nhé. Xong rồi đấy. Đơn giản, em thích gì em cứ lấy đi. Wow. Từ anh bảo. Em ơi, vòng bao tiền đấy? Ôi, anh chị à, đúng là có mắt nhìn đấy. Cái này đẹp nhất quán em, 50.000 thôi. 50 à? Gì mà đắt thế? 40 thôi. Anh nghĩ mặc cả. Em bán đúng giá đấy, không mặc cả đâu. Này, cô ai thật đấy. Bây giờ cô bán hàng, cô không cho người ta mặc cả, khác gì cô giết người hả? Mua thì mua, mua thì đi con khác mà mua. Này, không mua đâu, con này hạng lắm. Sao con khác? Oh no. Sáng nay chưa mở hàng đã hắn. Bực tầm mình. Nắm thế trời. Anh ơi. Cái vòng giống cửa hàng bên cạnh kia. Mua thêm nè. Anh chị mua hàng à? Lấy gì thì cứ xem đi rồi em gói lại cho. Dạ. Cho anh hỏi tí, cái vòng kia bao tiền? Dây chuyền này nhà em là hàng đồng giá 100 anh ạ. 100 á? Dạ vâng ạ. Nhưng mà bắt hơn bên kia hay là quay lại bên kia đi. Oh no. Gói vào. Thôi cầm luôn đi, cái này nhiều quá. Cầm đi. Quên mất, em xin lại hai cái này luôn. Cái này chưa trả tiền, em xin lại nhé. Em cảm ơn anh chị nhá. Lần sau có gì quay lại mua đồ cho em nhá. Chỗ em rẻ nhất chợ ấy. Được. Này. Hả? Sao bên này rẻ hơn một nửa, bên kia đắt gấp đôi, anh lại mua bên kia? Cái gì mà nói, quân tử là bất khả nhục. Sau đi theo anh phải để ý nhá. Đấy, thì chưa anh bảo em rồi, sang bên kia mua cái này 30, rẻ hơn bên này tận 20. Tôm ơi. Là đây chị Bảo. Em đây ạ. Này, đó, thằng em vừa bán cho đôi đứa lại kia cái vòng bao tiền đấy. Dạ em bán 100 mà. Em chỉ ở khác, khá quá nhờ. Bây giờ thì còn quân tử bất khả nhục không? Oh, no. Đằng nào thì nhục rồi, nhục thêm tí nữa không sao đâu. Này, làm gì ở mặt cứ năm như kiểu là đâm lê đấy hả? À, hôm qua ông già gọi điện cho tao đấy. Thế có chuyện gì? Thì tao đi chơi về muộn. Tao đành phải nói dối là tao đi học thêm. Thế bố tao gọi như sao nữa? Thế, hôm qua bố mày gọi điện cho tao ấy. May mà tao nói dối cho mày là mày đang học với tao ấy. Mày thì có khỉ. Sao mày... không mày? Tao nói cho mày như thế làm gì nữa? Nói đi. Bây giờ bao nhiêu đứa đéo họ bảo tao ở đấy. Bố tao gọi cho gì đứa thì bảo là dạ Đức Ken nó đang ở đây ạ. Thằng thì bảo là dạ Ken nó vừa về. Thì còn được cái thằng kia chó thì cái thằng mất dạy nhất này. Cái thằng mất dạy nhất là thằng kia chó. Dạ con đây bố. Thế có điền không? Dạ đây được mày thế thì tao đâu tao học à? Ôi, chú. Mày đâu cắm đầu cắm cổ, không biết chào chú à? Tại cháu đang đi vội quá nhưng cháu không nhìn thấy chú. Cháu chào chú ạ. Mày vội đâu? Cháu đi chơi với người yêu ấy. Người yêu á? Này, cái loại nam không ra nam mà nữ không ra nữ như mày có người yêu á? Này, chú bỏ ngay dạo đi nhá. Cháu không những có người yêu mà cháu còn có quà cho người yêu nữa. Gan lắm hơn chú nhiều. Thằng này, mày lấy đâu tiền mà mày mua dây vàng? Mày chết rồi. Trộm tiền của bố mẹ mày đúng không? này, chú nói gì đấy? Chú bỏ ngay dạo đi, không phải ai cũng có tính như chú đâu. Tính gì? Vớ vẩn. Mày lấy đâu tiền mua? Cháu kể cho mày nghe. Hôm trước ấy là cháu mơ 3 đêm liền. Cháu mơ con số 7. Là tính toán như nào lại trúng chú ạ. Đây nhá. Cháu tính nhá. Là 3 x 7 sẽ bằng 2 nhá. Thế là cháu nã luôn con 2 năm, nổ to luôn. 1 giây chứ 10 giây còn chơi được. 3 x 7 = 21 rồi mày. 3 x 7 = 25, thằng ngu ấy. Chú ngu. 3 x 7 = 25. 21 mà 21 là 25. Chú gọi điện thoại cho tính. Thử.
bao nhiêu đây? 21. Đây, ngu, cãi. Vâng, cháu ngu.